Man City là đội đầu tiên trong lịch sử các giải đấu lớn ở châu Âu ghi được tối thiểu 3 bàn ở 9 trong 10 trận sân nhà liên tiếp. Lượt về vòng 16 đội Champions League trước Copenhagen, đội chủ sân Etihad chỉ mất 9 phút để vượt lên dẫn 2 bàn do công Akanji và Alvarez. Đó cũng là cách biệt sớm nhất của Man City trong các trận knockout ở giải đấu, ngang bằng Juventus trước Tottenham mùa giải 2017-18. Sau bàn gỡ của Copenhagen, đến cuối hiệp 1, Haaland ghi bàn và giúp nhà đương kim vô địch ăn bài thế trận. Mùa này, Haaland đã thực hiện 34 pha dứt điểm và có 19 cú sút trúng đích ở Champions League, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Đồng thời, tiền đạo người Na Uy ghi tới 9 bàn sau 3 trận sân nhà ở vòng 16 đội các giải đấu vừa qua. 3-1 cũng là kết quả cuối cùng, qua đó Man City thắng chung cuộc với tổng tỷ số 6-2 để vào tứ kết. Trái lại trên sân Santiago Bernabeu, Real Madrid chỉ có được trận hòa 1-1 trước Leipzig. Phải tới phút 65, Kênh Trắng mới có thể khai thông thế trận do công Vinicius. Nhưng 3 phút sau, Orban đã gỡ hòa cho Leipzig và khiến thầy trò huấn luyện viên Ancelotti không thể có chiến thắng thứ 8 liên tiếp ở Champions League mùa này. Tuy nhiên, chừng đó đủ giúp Real Madrid giành vé đi tiếp với tổng tỷ số 2-1. Theo Reuters đưa tin, một công tố viên Tây Ban Nha đang đề nghị mức án 4 năm 9 tháng tù cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Mùa hè năm ngoái, nhà cầm quân người Italy bị cáo buộc trốn thuế đối với doanh thu bản quyền truyền hình khi còn dẫn dắt Real Madrid từ năm 2014 đến 2015. Sau một thời gian điều tra, tòa án Tây Ban Nha đã hoàn tất hồ sơ, đồng thời chứng minh Carlo Ancelotti gian lận 1 triệu euro tiền thuế. Theo đó, 3 ngày trước khi ký hợp đồng với Real Madrid, ông đã có giao kèo với Vapia Limited để chuyển giao bản quyền hình ảnh của mình. Sau đó, công ty được xem là vỏ bọc này bổ nhiệm Carlo Ancelotti làm luật sư đại diện và cấp cho ông toàn quyền quản lý hình ảnh cá nhân. Ngoài ra, chính quyền Tây Ban Nha cũng đang truy lùng những ngôi sao nổi tiếng khác vì nghi ngờ trốn thuế. Đáng chú ý có hai siêu sao bóng đá là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố án phạt 5 triệu đồng với câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định do vi phạm các quy định về nghĩa vụ đối với nhà tài trợ trong trận đấu giữa Nam Định và Hà Nội ngày 28 tháng 2 năm 2024 tại giải bóng đá vô địch quốc gia 2023-2024. Tại vòng 13 cũng là vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1, Nam Định sẽ tiếp đón Đông Á Thanh Hóa. Ở trận này, đội chủ nhà sẽ không có đội hình ra sân mạnh nhất khi trung vệ tân binh Lucas Alves bị treo giò ở tấm thẻ đỏ gián tiếp ở vòng 12. Bên cạnh việc ra án phạt cho Nam Định FC, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng thông báo án phạt dành cho hai đội bóng hạng nhất là Hòa Bình và Đồng Tháp. Cụ thể, câu lạc bộ Hòa Bình bị phạt 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận gặp câu lạc bộ Phú Thọ ngày 1 tháng 3 năm 2024. Trong khi Đồng Tháp sẽ phải nộp phạt 5 triệu đồng do đã vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp trong trận gặp câu lạc bộ Long An vào ngày 2 tháng 3 năm 2024 tại giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2023-2024.